dòng bát 20 nào mà quý vị và các bạn có thể vừa làm bát cho loa cây, loa lầm mà lại làm súp được. Thì trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio giới thiệu dòng bát rời 20 chính hãng của cao su Hồng Kông để mời anh em mình tham khảo về chất lượng, tiếng đánh cũng như giá thành. Để bác nào có vào việc được thì liên hệ với bên em. Đây là dòng bát được khá nhiều anh em biết đến trong thời gian gần đây bởi cái chất lượng đánh của nó gần như là đầu bảng trong phân khúc đồ mới hiện tại ở Việt Nam mình. Một dòng bát có model là KH8400 của Casun, công suất đánh khá khủng lên tới 200W ở trở kháng 6 ohm, độ nhạy là 90 dB. Dòng này là dòng xương sắt anh em nhé, dòng xương sắt. Một cái gân mút, một cái gân cao su khá to, anh em thấy to như bằng ngón tay cái, khá to anh em nhé, một cái. Và màng giấy đã được tráng nhựa chống ẩm để nói độ cao cấp của Casun. Và anh em đợi một chút, em sẽ lấy cái thông số của nó ra để mà anh em mình nghe và cùng tham khảo. Tại sao em nói nó lại làm súp được? Bởi vì cái tần số hoạt động của nó quét sâu xuống lên tới 40Hz và tần số cao nhất của nó lên tới 3850Hz. Như vậy ta có thể vừa làm bát thông thường và vừa làm bát súp được anh em nhé. Và cái thực tế là bên em đã ghép rồi nên em mới có cơ sở em nói nhé. Một cái con bát cho công suất đánh là 200W trở kháng 6 ohm, độ nhạy là 90 dB. Cái côn là 45mm, từ là 140. Một số thông số khác anh em quan sát đây. Đây là hàng của Casun, chất lượng anh em yên tâm. Và còn để kiểm chứng cho cái điều này thì bên em tiếp tục test nhạc các bạn nhé, để test nhạc mà anh em mình nghe để xem cái tiếng trầm đánh có được hay không. Đây các bạn em nghe tiếng trầm của nó đánh này, em dí trực tiếp từ đẩy ra nhé, không qua cắt cốt một cái gì nhá, không cắt cốt một cái gì luôn, đánh trực tiếp luôn. Đánh tiếng trầm lên rất là chắc nịch luôn, rất chắc nịch luôn đối với dòng Casun này. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được những cái bài test nhạc mới nhất của Huấn Audio. Và cảm ơn anh em.